xây dựng để trường tồn. Xây dựng để trường tồn truy lùng ra 18 công ty phi thường, đáng kính nể và những khác biệt đơn giản nhưng truyền cảm hứng, khiến họ thịnh vượng trong nhiều thập kỷ, thậm chí một số còn kéo dài trong gần 2 thế kỷ. Lời khuyên vượt thời gian được phát hiện trong cuốn sách này sẽ giúp độc giả khám phá tầm quan trọng của việc tuân thủ một hệ tư tưởng cốt lõi trong khi không ngừng kích thích sự tiến bộ của doanh nghiệp. Cuốn sách này dành cho ai? Những ai quan tâm đến cách mà những công ty có tầm nhìn đã thành công hàng thế kỷ, những ai muốn làm cho tổ chức, bộ phận hoặc đội nhóm của họ có lý tưởng hơn, hoặc bất kỳ ai muốn tìm các công cụ hữu hình để thúc đẩy sự tiến bộ, đổi mới hoặc gắn kết các giá trị trong tổ chức. Jim Collins là một học giả lớn, nhà cố vấn doanh nghiệp và là tác giả của nhiều tựa sách nổi tiếng như Từ tốt đến vĩ đại, Vĩ đại do lựa chọn, Thất bại của người khổng lồ, Hơn cả khởi nghiệp, v.v. Hiện tại, ông đang vận hành một trung tâm nghiên cứu quản lý nơi ông tiến hành các nghiên cứu kinh doanh và hoạt động giảng dạy. Khi Jim Collins nghiên cứu và so sánh quá trình phát triển của các công ty từ khởi nghiệp, quy mô nhỏ, trung bình cho đến cỡ lớn và tầm cỡ thế giới, ông đã hỏi, điều gì đã tạo ra sự khác biệt giữa những công ty vĩ đại với những công ty khác? Thế rồi, cuốn sách ra đời dựa trên thành quả của công trình nghiên cứu kéo dài 6 năm tại trường kinh doanh Stanford. Tác giả đã chọn ra 18 công ty vĩ đại và tồn tại lâu dài nhất với lịch sử hơn 100 năm, giá trị cổ phiếu gấp 15 lần kể từ năm 1962, sau đó đem so sánh với đối thủ ngang hàng của họ. Thông qua những ví dụ sinh động, được sắp xếp có chủ đích, với những ngôn từ thẳng thắn, đập tan những truyền thuyết và suy đoán sai lầm, Jim Collins chỉ ra những phẩm chất bất biến theo thời gian để tạo nên những công ty vĩ đại và trường tồn. Bạn cũng sẽ khám phá ra, Sony hay HP vốn không hề có những ý tưởng vĩ đại lúc đầu, nhưng đã liên tục tạo ra các ý tưởng vĩ đại như thế nào. Hãng 3M khuyến khích nhân viên dành 15% thời gian để tự phát triển những dự án cá nhân nhằm mục đích gì, hay điều gì khiến những ý tưởng táo bạo vẫn thành hiện thực, ngay cả khi nhà lãnh đạo đó rời đi. 1. Các công ty có tầm nhìn có thể dạy chúng ta thông qua thành công lâu dài của họ. Họ tạo nên những kỷ lục suốt một thời gian dài và được ngưỡng mộ như những viên ngọc quý trong các ngành công nghiệp. Hơn nữa, thành công của họ là bền bỉ, bởi họ phát triển thịnh vượng ngay cả khi các lãnh đạo vĩ đại nghỉ hưu và các sản phẩm nổi tiếng trở nên lỗi thời. Để nghiên cứu và học hỏi các doanh nghiệp này, Jim Collins đã khảo sát hàng trăm CEO nổi bật và rồi 18 công ty phổ biến nhất đã được chọn ra như Walt Disney, Marriott Hotels, Merck, v.v. Các công ty có tầm nhìn sau đó đã được ghép đôi với các công ty khác có sản phẩm và thị trường tương tự để so sánh. Cả hai nhóm các công ty sau đó đã được kiểm tra các vòng đời, từ những năm thành lập trung bình từ 1890, rồi những số lượng lớn dữ liệu, các cuộc phỏng vấn, báo cáo tài chính hàng năm, các bài báo, cũng như các nghiên cứu về các cấu trúc quyền sở hữu đến văn hóa của họ. Để hiểu được thành công phi thường của họ, hãy thử xem xét thực tế sau. Nếu bạn đã đầu tư $1 vào cổ phiếu của họ năm 1926, thì đồng đô la đó sẽ có giá trị $6,356 vào năm 1990. Hiệu suất của họ tăng ấn tượng hơn 6,000% chỉ trong nửa thế kỷ. Do vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả các công ty Fortune 500 đều bị mê hoặc bởi những phát hiện của nghiên cứu này. 2. Các doanh nghiệp vĩ đại dường như là cỗ máy tạo ra các lãnh đạo và sản phẩm tuyệt vời. Trái với những gì hầu hết mọi người tin, thì thành công của một công ty có tầm nhìn không phụ thuộc vào những ý tưởng tuyệt vời. Chẳng hạn, người sáng lập Sony đã tổ chức một phiên động não sau khi thành lập công ty để đánh giá các ý tưởng kinh doanh, từ hạt đậu ngọt đến thiết bị golf thu nhỏ. Hoặc Bill Hewlett và Dave Baker cũng không có ý tưởng cụ thể nào khi họ thành lập HP. Họ đã thử nghiệm những ý tưởng rất đa dạng như các chất xả nước tiểu tự động hay các chỉ số vạch phân định trong bowling. Hơn nữa, họ cũng không hề có sẵn các nhà lãnh đạo cao cấp và lôi cuốn. Những người sáng lập lại thường là những người nhỏ bé, thiếu kiến thức và có xuất phát điểm khiêm tốn. Trong khi nhiều công ty cùng ngành được so sánh đã có những ý tưởng tuyệt vời và những lãnh đạo mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đều tụt lại phía sau. Vậy, bí mật của thành công lâu dài của họ là gì? Thay vì tập trung vào một sản phẩm hoặc một nhà lãnh đạo duy nhất, họ đã tự xây dựng thành các tổ chức xuất sắc, liên tục tạo ra những ý tưởng tuyệt vời và các nhà lãnh đạo xuất chúng. Sự sáng tạo thực sự của những nhà sáng lập hoàn toàn không phải xoay quanh các sản phẩm mà xoay quanh chính công ty đó. Tức là họ tiến lên nhờ bất kỳ một ý tưởng độc lập hoặc một cá nhân xuất chúng ở một thời điểm nào đó. Ví dụ, hãy nghĩ về một chiếc đồng hồ treo tường. Có một ý tưởng tuyệt vời hoặc một lãnh đạo có tầm nhìn giống như bạn sẵn có chiếc đồng hồ đó và có thể cho biết thời gian ngay lập tức. Nhưng xây dựng một tổ chức liên tục tạo ra những ý tưởng hiệu quả và các nhà lãnh đạo tuyệt vời giống như xây dựng chiếc đồng hồ của riêng bạn vậy. Nó trở thành một cỗ máy đáng tin cậy. 3. Được thúc đẩy bởi một hệ tư tưởng cốt lõi hơn là bởi lợi nhuận, nhưng vẫn có thể tạo ra sự thịnh vượng. Các công ty có tầm nhìn xây dựng một mục đích còn cao hơn cả lợi nhuận. Các giá trị cốt lõi là các nguyên lý lâu dài để hình thành mục đích và các hệ tư tưởng với một tập hợp các nguyên tắc ổn định, hướng dẫn họ qua nhiều thế hệ, giống như những sự thật sâu sắc về tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ vậy. Ví dụ, hãy xem xét Johnson & Johnson.
Năm 1935, CEO Robert W. Johnson Jr. đã viết ra những tư tưởng cốt lõi của công ty trong một tài liệu có tên là Cred Credo. Liệt kê trách nhiệm của công ty gồm trách nhiệm đầu tiên là vì khách hàng, thứ hai là vì nhân viên, v.v. Và cuối cùng trong danh sách, đứng thứ năm là vì các cổ đông, chỉ sau khi tất cả các trách nhiệm khác đã được thực hiện, nghĩa là họ không đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Nhưng dù một số hệ tư tưởng nghe có vẻ mềm mại hoặc lý tưởng, họ vẫn duy trì tính thực tế trong các quyết định và tạo ra lợi nhuận mà không bao giờ dao động trước các hệ tư tưởng cốt lõi. Một hệ tư tưởng cốt lõi quan trọng không chỉ trong khi họ thịnh vượng mà cả khi họ gặp rắc rối. Ví dụ, khi Ford phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thảm khốc vào những năm 1980, thay vì chỉ đơn giản là sa thải hàng loạt, thì đội ngũ quản trị đã dừng lại để thảo luận và làm rõ những gì công ty đại diện và làm thế nào để khuếch tán các giá trị của nhà sáng lập Henry Ford. Trong khi đó, những công ty được so sánh khác, ví dụ như General Motors, đã không hề nỗ lực làm vậy. Mặc dù mà công ty có tầm nhìn đều có một hệ tư tưởng cốt lõi, nhưng nội dung của họ rất khác nhau. Và nội dung đó là gì không quan trọng, mà quan trọng là nó được xác thực để tồn tại và được hành động theo nghiêm ngặt. 4. Bảo tồn các hệ tư tưởng cốt lõi trong khi không ngừng kích thích sự tiến bộ. Trái tim của những gì làm cho các công ty có tầm nhìn trở nên thành công là trong khi họ bảo vệ các hệ tư tưởng cốt lõi, thì các biểu hiện đó luôn cởi mở để thay đổi và tiến bộ. Ví dụ, Walmart phát triển đến mức vượt quá mong đợi của khách hàng. Tương tự, hệ tư tưởng cốt lõi của Boeing là người tiên phong trong lĩnh vực hàng không, nhưng việc tạo ra những chiếc máy bay khổng lồ là biểu hiện của một hệ tư tưởng có thể thay đổi. Tính linh hoạt này cho thấy họ không lựa chọn giữa việc duy trì hệ tư tưởng hoặc chỉ kích thích sự tiến bộ, mà liên tục thử nghiệm, cải thiện, phát triển sản phẩm và tổ chức, trong khi vẫn tuân thủ các hệ tư tưởng cốt lõi. Họ không bao giờ tự hài lòng hoặc trở nên tự mãn. Người sáng lập tập đoàn Marriott, J. Willard Marriott, người sống theo phương châm duy trì và phát triển những đóng góp cho đến lúc chết và khiến cho mỗi ngày đều được tính đến tận ngày cuối cùng. Điều này nghe có vẻ khá nhàm chán nhưng vốn là một cam kết tuyệt vời đối với tiến bộ liên tục. Động lực cho sự tiến bộ là bẩm sinh và không bao giờ bị nghi ngờ trong các tổ chức này. 5. Liên tục sử dụng các mục tiêu to lớn và táo bạo để kích thích sự tiến bộ. Để thúc đẩy sự tiến bộ, các công ty có tầm nhìn thường đặt ra và hoàn toàn cam kết với những mục tiêu cực kỳ táo bạo, gọi tắt là BSAG. Các BSAG tham vọng đến nỗi nó thường có vẻ không thực tế, đặc biệt là đối với nước ngoài, nhưng họ cũng rõ ràng và đủ hữu hình để cung cấp năng lượng và tính tập trung cho nó. Một ví dụ nổi tiếng về BSAG không phải từ một công ty mà là của John Kennedy vào năm 1961, khi ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ đưa người lên mặt trăng và trở lại an toàn vào cuối thập kỷ đó. Vào thời điểm đó, đây là một cam kết táo bạo gần như ngớ ngẩn, nhưng nó đã khiến Hoa Kỳ di chuyển mạnh mẽ về phía trước. Boeing đã thiết lập nhiều BSAG trong lịch sử, bao gồm cả cam kết phát triển máy bay phản lực 747. Họ thay đổi mục tiêu này một cách đơn lẻ, thậm chí không bao giờ xem xét khả năng thất bại. CEO tuyên bố họ sẽ hoàn thành nó ngay cả khi phải tiêu ngốn toàn bộ công ty, và nó gần như đúng như vậy. Ở một giai đoạn, khoảng 86.000 người, tức là 60% lực lượng lao động của họ đã bị sa thải vì doanh số của máy bay không đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng sau cùng, họ đã thành công. Tương tự, Thomas G. Watson Sr., người sáng lập Computer Tabulating Recording, nơi bán máy nghiền và tách vỏ cà phê, cũng đã thiết lập một BSAG bằng cách đổi tên công ty thành International Business Merging, IBM, tức là một cỗ máy kinh doanh toàn cầu để phản ánh tham vọng về địa vị của doanh nghiệp. BSAG thường chứa đựng một mục đích có sức ảnh hưởng lớn. Giống như John Kennedy mất năm 1963, nhưng mục tiêu đưa người lên mặt trăng vẫn đã thành hiện thực năm 1969. Các công ty có tầm nhìn vẫn theo đuổi BSAG của họ, ngay cả khi các CEO mới đến và đi. 6. Trở nên gần như sùng bái hệ tư tưởng cốt lõi, những tân binh hoặc phát triển hoặc phải rời đi. Các hệ tư tưởng cốt lõi của các tổ chức này đơn giản đến nỗi văn hóa của họ gần như sùng bái nó. Nhân viên mới nhanh chóng nhận thấy các giao tiếp nội bộ ngầm khuyến khích và hoàn toàn đắm chìm trong hệ tư tưởng đó. Hãy xem xét IBM trong các hoạt động đào tạo, những nhà quản lý trong tương lai đứng lên và hát các bài hát từ một cuốn tạp chí nội bộ IBM, hay Walt Disney kỳ vọng nhân viên của mình sẽ sống và hít thở hệ tư tưởng cốt lõi của một gia đình vui vẻ, đến mức mà những người đàn ông để râu không được làm việc tại các công ty giải trí, hay bất cứ ai thốt ra đến 4 từ khi đang trong hình hài linh thú sẽ bị sa thải ngay lập tức. Không có nhiều chỗ cho những người không đáp ứng được kỳ vọng và tiêu chuẩn khắt khe của công ty. Nhân viên mới thường thấy họ phù hợp ngay và phát triển, hoặc họ hoạt động kém, không hài lòng và thoát khỏi công ty một cách nhanh chóng, không có sự thỏa hiệp. Ngược lại, các nhân viên tự tin và tuân thủ hệ tư tưởng cốt lõi của công ty có thể nhanh chóng được chấp thuận chính thức, kích thích sự tiến bộ và tránh được tính giáo phái hay các đặc hữu theo nhóm. Nhưng lưu ý rằng, những điều đó không phải là tư tưởng giáo phái của một CEO hay một nhà sáng lập lôi cuốn, mà tập trung vào hệ tư tưởng cốt lõi đó của công ty. Mặc dù những tính cách lôi cuốn cũng có thể thúc đẩy công việc, nhưng nó sẽ luôn sụp đổ khi người đó rời đi.
7, các công ty có tầm nhìn liên tục tạo ra một loạt các nhà lãnh đạo tầm cỡ. Họ thường có các CEO xuất sắc, nhưng ấn tượng hơn là có khả năng liên tục tạo ra các nhà lãnh đạo xuất chúng. Họ tập trung vào việc nuôi dưỡng tài năng trong công ty, cũng như luôn có kế hoạch kế nhiệm kịp thời để đảm bảo tính liên tục trong lãnh đạo, ngay cả khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Ví dụ, hãy xem xét GE, được xem là tổ chức vĩ đại có một CEO nổi tiếng bậc nhất thế giới. Không nghi ngờ gì cả, đó chính là Jack Welch huyền thoại. Nhưng đáng nói hơn là, doanh nghiệp này có một sự tập trung nhiệt thành trong việc đào tạo nội bộ cho sự kế nhiệm của các CEO. GE đã tận hưởng một thế kỷ của các CEO có năng lượng cao giống như phong cách của Welch. Trên thực tế, nhiều cựu nhân viên của GE đã tiếp tục trở thành các CEO của các tập đoàn Mỹ hơn là từ cựu nhân viên của bất kỳ công ty nào khác. Và chính Welch đã phác thảo kế hoạch kế vị của mình 7 năm trước khi nghỉ hưu, mặc dù điều này có vẻ vẫn được xem là vào phút cuối nếu so với Bob Gavin, cựu CEO của Motorola, người lên kế hoạch cho thế hệ tiếp theo từ 1/4 thế kỷ trước khi rời đi. Ngược lại, các công ty cùng ngành được so sánh thì chỉ thường thuê các CEO xa lạ bên ngoài, dễ điều khiển nó theo những hướng mới không hiệu quả, cũng như tham gia rất ít vào kế hoạch kế nhiệm, tạo ra nhiều lỗ hổng trong lãnh đạo. Đấy là còn chưa kể tới nhiều CEO trong các công ty được so sánh này còn tích cực cản trở kế hoạch kế nhiệm và phá hoại các ứng cử viên. Các công ty này sau đó đã vấp ngã khi CEO gặp rắc rối và phải rời đi. 8. Kích thích sự tiến hóa bằng cách khuyến khích những thử nghiệm liên tục. Darwin đã phát hiện ra sự tiến hóa là một loạt các thử nghiệm thành công, trong đó các biến thể nhỏ hơn bị tiêu diệt và các biến thể mới sinh ra và mạnh nhất tồn tại. Tương tự, các công ty có tầm nhìn liên tục khuyến khích nhân viên và quản lý thử nghiệm các ý tưởng, sản phẩm và thực tiễn mới, và một số trong đó đã tạo nên thành công lớn. Hãy xem xét ví dụ từ băng gạc cá nhân Bennett của hãng Johnson & Johnson. Nó được sinh ra khi một nhân viên dùng một số băng phẫu thuật và gạc để nhanh chóng băng bó ngón tay của vợ sau khi cô vô tình bị đứt tay. Khi anh ta đề cập ý tưởng này cho bộ phận tiếp thị, họ đã chấp nhận nó và cuối cùng, các sản phẩm Bennett trở thành hạng mục bán chạy nhất của công ty. Hoặc xem xét 3M đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 15% thời gian làm việc để làm cho bất kỳ dự án thú cưng nào mà họ cảm thấy thích. Hai trong số rất nhiều dự án từ ý tưởng đó đã kết hợp với nhau và sản xuất ra các ghi chú Post-it nổi tiếng. Điều này xảy ra hoàn toàn là nhờ sự chủ đích trong văn hóa khuyến khích sáng tạo của họ, khác hẳn với các công ty cùng ngành được so sánh, chỉ khư khư bám vào các dòng sản phẩm truyền thống. Trong quá trình tiến hóa, sẽ có một số hoặc thậm chí hầu hết các biến thể sẽ thất bại, và nó cũng đúng trong kinh doanh. Johnson & Johnson cũng phải trải qua một số thất bại rất nổi bật. Ví dụ, muốn trẻ em được thoải mái hơn khi băng bó tay, họ đã dùng các phôi màu để biến tấm trải giường bệnh viện trông giống như nghệ thuật hiện đại. Nhưng thế rồi, nó đã khiến cho các tiệm giặt ở bệnh viện rơi vào hỗn loạn. Thế nhưng, các công ty có tầm nhìn hiểu rằng các thí nghiệm thất bại là cái giá cần thiết để trả cho sự tiến hóa và không được tạo ra nỗi sợ thử nghiệm hay trừng phạt nó. 9. Không chỉ nói, các doanh nghiệp có tầm nhìn có hành động cụ thể để thực hiện hóa các giá trị. Trong khi nhiều công ty tuyên bố tuân thủ các giá trị lý tưởng, khuyến khích thử nghiệm hoặc nắm lấy những tiến bộ liên tục thì rất ít được nhìn thấy trong thực tế. Nhưng các công ty có tầm nhìn đã xoay sở để chuyển các giá trị của họ thành hiện thực bằng cách tạo ra các cơ chế ảnh hưởng đến cuộc sống và quyết định hàng ngày của nhân viên. Ba em không chỉ đơn thuần nói, chúng tôi muốn nhân viên của mình sáng tạo hơn. Thay vào đó, họ khuyến khích ý tưởng này như cho phép nhân viên sử dụng 15% thời gian cho các dự án thú cưng và áp đặt chỉ tiêu 30% doanh số phải đến từ các sản phẩm cho trẻ em dưới 4 tuổi. Hoặc Walmart chẳng hạn đã thúc đẩy sự tăng trưởng liên tục với cái gọi là đánh bại ngày hôm qua, được sử dụng để so sánh doanh số bán hàng từng ngày của những năm trước đó. Các công ty này không chỉ hành động mà còn giữ quán tính đó liên tục nhiều năm. Khi so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành, họ đã đầu tư nhiều hơn vào việc tạo ra các công nghệ và thực tiễn kinh doanh mới, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng như hỗ trợ nghiên cứu thị trường. Ví dụ, khi Merck muốn trở thành một lực lượng chính trong nghiên cứu y học, họ đã cố tình mô hình hóa các phòng thí nghiệm và công bố những phát hiện trên các tạp chí học thuật, vốn được xem là rất bất thường đối với các công ty tư nhân vào thời đó. Chính nó cũng quyết định quá trình phát triển sản phẩm nên được thúc đẩy bởi nghiên cứu thay vì tiếp thị như ở nhiều công ty khác. Điều này đã thu hút các nhà khoa học hàng đầu đến làm việc cho các phòng thí nghiệm của Merck. Thông điệp chính của tự sách này là các công ty có tầm nhìn có thể đạt được thành công phi thường bằng cách trung thực và sùng bái với các hệ tư tưởng cốt lõi, trong khi vẫn không ngừng theo đuổi sự tiến bộ, bao gồm các giá trị nhưng cũng là mục đích, có nghĩa là lý do nó tồn tại còn lớn hơn cả lợi nhuận hay giá trị cổ đông. Họ tạo ra và cam kết với các mục tiêu lớn táo bạo đến không tưởng. Họ giống như một cỗ máy tạo ra các sản phẩm và lãnh đạo hiệu quả. Họ cũng kích thích tiến bộ liên tục bằng cách đặt ra các mục tiêu táo bạo và tạo ra các cơ chế để hiện thực hóa nó. Chúc bạn luôn hiệu quả. Comment những tựa sách bạn đề xuất review, đăng ký kênh Mikko Bookie để xem trước bản tóm lược các tác phẩm kinh điển hàng tuần. Và tất nhiên rồi, chia sẻ tóm tắt sâu sắc này tới mọi người.